1.000 đô là phần thưởng cho 10 người đoán đúng số tiền mà mọi người được tặng ngày hôm nay. Tiền thật không phải tiền giả đâu nhá. Thật nha này. Em đoán cho anh một con số mà hôm nay anh sẽ tặng thưởng cho em. 100 đô đi. Mất 100 đô đầu tiên rồi. Chúc mừng em. Em nghĩ là với cái hoàn thành KPI của em và với mức độ giàu của sếp thì em nghĩ nó là tầm 1.000 đô. Sai bét. 100 đô một người thôi. Thế à? Ừ. Thôi em lấy 100 đô cũng được. Không 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 em ơi, chơi phải trong khoảng, chơi trong khoảng. Còn cái gì? Ok, đi. Sai rồi, em xin lỗi. Không sai, không sai, không sai. 100 đô. Mà lại mất 100 đô nữa. Em xin. Bọn này khôn lắm. Thôi sếp đừng cứ đố em nữa. Tháng này em bị trừ nửa lương rồi. Đem. Đây, từ quay lại. Đoán đi. Một con số bất kỳ. Từ chối. Anh thương em lắm em ơi. Ninh ơi. Anh bảo anh đừng hỏi gì cả. Bây giờ anh cho em tiền thì anh hỏi anh trả lời hết. Buồn. Muốn bao nhiêu? 100 đô. Đúng rồi. Ôi. Đúng rồi. Anh bảo này. À, anh định tặng em 100 đô đúng không? Sao mày biết? Anh giàu mà, rồi để ai chả biết. 100 đô này thuộc về Tú. Chúc mừng em. Rồi, cảm ơn anh nhá. Sao anh cứ gọi em nhá. Này, nhớ cống hiến công ty nhiều vào nhá. Ui giời, chuyện mày xếp. Okay. Vì mày là nhân viên không chính thức của công ty, mày cũng có quyền đoán. Đoán đi, đoán chúng có thưởng. Đúng rồi. 100 đô nhá. Chịu rưỡi. Chúc mừng em, nó con số 100 đô cơ. Ui. Em không bao giờ nhận được số tiền này. Tạm biệt em, chơi bia tiếp đi. Đợi em chơi được bia thôi. Nếu như mà Nga đoán đúng số tiền còn lại của mình trong túi thì mình sẽ tặng Nga toàn bộ số tiền đó. Đoán. Chắc chắn. Ok. Ok. Long Ách thì làm sao ở dưới làm gì dưới 10 triệu rồi đúng không? 500. 500 nghìn á? 500 đô. Nhận anh một lời. Em là người may mắn nhất đêm nay. Thôi bây giờ đi với anh. Cái gì? Không, đi với anh.